Sau khi chứng kiến thành công vang dội của Wuling Hongguang Mini EV, hàng loạt hãng xe Trung Quốc đã cùng nhau tung ra những mẫu ô tô điện cỡ nhỏ giá rẻ tương tự để cạnh tranh. Một trong số đó có thương hiệu Popco của Trung Quốc. So với Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe này có kích thước lớn hơn đáng kể, bao gồm chiều dài 3.325mm, chiều rộng 1.500mm, chiều cao 1.588mm và chiều dài cơ sở 2.275mm. Do đó, phía sau hàng ghế cuối của Popco Zozo 2022 mới vẫn có khoang hành lý nhỏ. Theo nhà sản xuất, nếu ghế sau gập xuống, xe sẽ có thể tích khoang hành lý là 987 lít. Bên ngoài, Popco Zozo 2022 chạy điện, sở hữu ngoại hình khá tròn trịa và nhỏ xinh như xu hướng của ô tô điện đô thị tại Trung Quốc hiện nay. Trong đó, cụm đèn pha của xe được nối với nhau bằng tấm ốp màu đen ở giữa, tích hợp tem chữ nổi Popco. Bên dưới là hốc gió trung tâm dạng chấm và các khe gió nằm ngang. Popco Zozo 2022 còn được trang bị cửa sổ rộng và ốp gương ngoại thất cỡ lớn, trái ngược với bộ vành la răng. Bù lại, mẫu xe ô tô điện Trung Quốc này sở hữu các cột và nóc màu đen, tương phản với phần còn lại của thân xe. Khu vực dưới của cửa còn được trang trí bằng những dấu gạch ngang khá lạ mắt. Đằng sau mẫu xe này xuất hiện đèn hậu nằm dọc và hốc gió giả, cùng cánh gió mui nhỏ và đèn phanh tích hợp trên cao. Bên trong xe, Popco Zozo 2022 được trang bị nội thất phức tạp hơn Wuling Hongguang Mini EV. Để mang đến sự trẻ trung, nhà sản xuất đã đưa những chi tiết màu tương phản vào nội thất như mặt táp lô và hai bên cửa. Về trang bị, xe có vô lăng 3 chấu và màn hình LCD phía sau, đóng vai trò như bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí nằm chìm vào mặt táp lô, dãy nút bấm cơ học bên dưới được bao quanh bằng viền màu bạc và núm xoay chuyển số trên bệ tỉ tay trung tâm. Ngoài ra, xe còn có thêm hệ thống phát hiện điểm mù. Trái tim của Popco Zozo 2022 là motor điện với công suất tối đa 39 mã lực và mô men xoắn cực đại 110 Nm. Motor này đi với cụm pin lithium sắt phosphat với hai phiên bản là 10,3 kW và 14,5 kW. Hai loại pin này cho phép xe chạy được lần lượt là 128 km và 178 km sau khi sạc đầy. Trong khi đó, tốc độ tối đa của xe chỉ dừng ở mức 100 km/h. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Popco Zozo 2022 có mức bán ra khởi điểm chỉ 35.800 nhân dân tệ, khoảng 125 triệu đồng. Theo kế hoạch, Popco Zozo 2022 sẽ chính thức có mặt trên thị trường Trung Quốc từ ngày 15 tháng 12 năm nay. Popco là thương hiệu ô tô mới thuộc tập đoàn IAC Omo của Trung Quốc. Ban đầu, IAC Omo khởi nghiệp như một công ty chuyên sản xuất ô tô điện tốc độ thấp. Sau đó, IAC Omo dần vươn lên trở thành một nhà sản xuất xe điện đô thị lớn tại Trung Quốc và bán ô tô dưới một vài thương hiệu con như Popco. Popco vốn là thương hiệu nhắm đến những khách hàng trẻ, muốn tìm mua ô tô điện cỡ nhỏ và thời trang. Tên tiếng Trung Quốc của thương hiệu này là Penke hay Nhạc Păng.